Vâng, còn đây là cây số 7 nhá. Đấy, gốc đế rất là đẹp luôn này, hàng to u nằn lên này. Đấy, anh em thấy không? Nè, bộ đế này, gốc nó thì hoành được khoảng độ 25 nhá. Đấy, này, tay rất là to luôn này. Hàng rất là niềng nạc nhá, không mục mọt, không sẹo gì nhá. Đấy, anh em thấy không? Đấy, đây là linh sam siêu bông nhá, cây màu tím nhá. Đấy, tổng dáng thể dáng cây đây ạ, dáng đỏ nhá. Đấy, nè, tay bông rất là dày rồi nhá. Đấy, hàng rất dày luôn ạ. Đấy, thân rất to luôn. Đấy, tổng thể dáng cây rất là đẹp này. Đấy, đây nha. Đấy, anh em về để trên cái bàn uống nước, cây nó đổ xuống rất là đẹp luôn nhá. Đấy, siêu bông dáng đỏ, bông màu tím nha, không phải bông màu trắng nhá. Đấy, hàng rất là đẹp luôn này, gốc đế u nằn lên này. Đấy, ok nhá. Này, một thân lên trụ nhá, một thân dốc xuống. Đấy, tổng thể cây rất là đẹp này, bông này, hàng này đã lên bông rồi nhá. Đây nhá, hàng đã lên bông rồi này. Đấy, nhưng mà do em cắt tỉa đi nhá. Đấy, mặt tiền cây rất là đẹp luôn này. Đấy, anh em thấy không? Tổng thể dáng cây rất là ok nhá, dáng đỏ nhá. Cây này cả chậu cao là khoảng độ từ dưới, từ mặt chậu lên á, cây cao khoảng độ tầm 30 phân thôi, nhưng mà đổ xuống là 50 phân chiều dài con này. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Đấy, gọi hành gốc và 30 nhá. Đấy, tay bông này, hàng siêu bông lá lớn nhá. Đấy, tổng thể dáng cây rất là đẹp nhá. Đấy, đây là cây số 7 ạ. Vâng, còn đây là cây số 8 nhá. Đấy, này, gốc đế u nằn lên này, vành gốc được khoảng 30 nhá. Đấy, vành gốc 30 nhá. Đây là mặt tiền của cây nhá. Đấy, tổng thể cây cũng là dáng đỏ nhá. Đấy, anh em nhìn thấy không, dáng đỏ trúc xuống rất là đẹp này. Đấy, cây này thì cao nhá, cây này cao khoảng 40 phân nha. Đấy, đấy, tổng thể dáng cây đấy à, rất đẹp luôn nè này. Hàng rất là liền nè, không mục mọt gì nhá. Đấy, một thân lên này, rất là liền luôn. Đấy, đấy, rất đẹp luôn, tay bông rất là dày luôn rồi nhá. Anh em mua về chỉ việc chơi thôi nha. Anh em mua về chỉ việc chơi thôi. Tay bông rất là dày này. Này, hàng rất là đẹp. Đấy, đã lên bông rồi nhá, anh em không phải sợ. Đây là em này, em vừa mới cắt tỉa rồi nhá, cắt tỉa cho nó gọn lại nhá. Đấy, chứ anh em về chơi thì thoải mái luôn, hàng đã lên bông rồi nhá. Về khoảng tháng nó bắt đầu gỡ kẽm là được rồi. Đấy, tổng thể dáng cây đây rất là ok nhá, dáng đỏ rất đẹp luôn ạ. Đấy, gốc đế rất là ok này. Đấy, tổng thể dáng cây đây nhá. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Đấy, cây dáng đỏ rất đẹp. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu mua cây thì xin liên hệ em số điện thoại nhá, 0355 823 389 nhá. Đấy, rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Đấy, vâng, đây là cây số 4 ạ. Đây này. Đấy, anh em nhìn thấy không? Gốc đế là cực kỳ to luôn nhá. À, cực kỳ to đẹp nha. Khoảng gốc 45 phân nhá. Đấy, thân lên u nặn lên này. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Rất là to luôn. Nha. Đấy, đây là linh sam siêu bông màu trắng nhá. Linh sam siêu bông ghép bông màu trắng nha. Hàng này là hàng ghép bông màu trắng. Đấy, anh em nhìn thấy không? Ghép bông màu trắng tím nhá. Thì thân nó mọc ra vẫn là bông màu tím nhá. Gốc vẫn là siêu bông nhưng mà ghép bông màu trắng. Đấy, em xin quay lên để cho anh chị em và các bạn coi nhá. Đấy, đây là mặt tiền trước ạ. Đấy,
thấy dáng cây nè. Đấy, đây là mặt sau nhé. Đấy, mặt tiền của cây đây rất là đẹp này, bông lên màu trắng nha. Đấy, hàng đã lên bông rồi nhá, bông màu trắng rất là đẹp luôn nha. Đấy, mình quay trực tiếp bông để cho anh chị em các bạn coi nhé. Đấy, đấy nha, bông màu trắng linh sam siêu bông, bông màu trắng cực kỳ đẹp. Đấy, chỉ có hai cây thôi nhé, duy nhất chỉ có hai cây thôi. Đây là cây số 4 nhé. Đấy, rất đẹp luôn ạ. Nè, chia tứ diện rất đều luôn nhé. Đấy, gốc đế thì cực kỳ to, cây cao khoảng 40 phân nhé. Đấy, cây cao 40 phân, chiều dài của hai tay là 60 phân nha. Đấy, hàng này là cực kỳ đẹp. Đấy, linh sam siêu bông màu trắng. Đấy, đây là cái số 4 ạ. Đây nhá, gốc đế rất là to luôn nhé, hoành gốc rơi tầm 45 phân nhá. Đấy, anh chị em thấy không, gốc nè, u nặng lên nè. Đấy, hàng gốc đế rất là đẹp nhá. Ông thấy cây là dáng đỏ nhá. Đấy, đấy, anh em nhìn thấy chưa. Đấy, thác đỏ này. Đấy, linh sam bông màu trắng luôn nhá. Đấy, hàng đã lên bông rồi nhá, lên rất là nhiều bông. Đấy, siêu bông màu trắng. Đấy, rất là đẹp luôn, tổng thể cây thì khỏi phải chê nha. Đấy, anh em mua về là khỏi phải chê nhá. Đấy, đây là mặt trước của cây nhá. Đấy, để bàn uống nước hay để cái chậu ngoài là cực kỳ xinh luôn, hàng ngày uống nước ngắm nhìn cây rất là đẹp nhé. Đấy, hiện tại em về chỉ có hai cây thôi, hai cây linh sam bông màu trắng thôi nhé, không có nhiều nhá. Siêu bông màu trắng nè. Đấy, anh em nhìn thấy chưa, gốc đế này khỏi việc suy nghĩ gì hết nhá, hàng rất là niền nạc, không mục mọt gì nhá. Đấy, không mục mọt gì. Đấy, siêu bông màu trắng, hàng này thì nó rất là cao tiền rồi nên là em bán giá nó cũng cao, thì anh chị em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ em theo số điện thoại nhé, 0355823389 nhé. Đấy, đây là cái số 5 nhé, thì có hai cây siêu bông thôi, hai cây siêu bông màu trắng thôi, cây 4 và cây 5 thôi nhé, còn lại là màu tím ạ nha. Đấy, vâng, đây là cây số 6 nhá. Đấy, đây, anh em nhìn thấy không, này, gốc đế rất là đẹp nhá, tổng thể dáng cây là dáng bay nhá. Đấy, anh em nhìn thấy chưa. Đấy, cây bay nằm ra rất là đẹp, tạo nên thành hai trụ. Đấy, chiều dài này của cây này rơi vào khoảng độ 60 phân đến 70 phân, rất là dài luôn ạ. Đấy, tổng thể dáng cây là bay nằm nhá. Đấy, anh em nhìn thấy chưa. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, em xin quay qua mặt sau đây nhá. Đấy, còn đây là mặt trước này. Đấy, rất là đẹp luôn này. Đấy, anh em nhìn thấy chưa, tổng thể dáng cây này. Đấy, chia tầng xuống rất là đẹp nhá. Đấy, đây, hàng này đã lên bông rồi nhá này, đã lên bông rồi nha anh em. Đấy, cho em mới cắt tỉa lại thôi. Đấy, tổng thể dáng cây đây. Đấy, quay qua để cho anh chị em và các bạn thấy nhé, rất là đẹp. Đấy, linh sam siêu bông. Đấy, cây này dáng bay nhá. Đấy,
Đấy. Tổng thể dáng cây đấy rất là đẹp luôn ạ. Đấy. À, rất là đẹp luôn nha anh em. Tay bông rất là dày luôn rồi này. Đấy, tay bông rất là dày luôn rồi nhá. Đấy. Đấy. Đây là mặt trước của cây. Đấy, rất là đẹp. Rất là đẹp luôn ạ.